Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh YouTube Cuộc sống hôm nay của chúng tôi. Những thông tin hữu ích sẽ được chúng tôi cập nhật để gửi tới quý vị ngay sau đây. Tổng thư ký NATO xác nhận quyết định hủy bỏ kế hoạch thành lập quỹ hỗ trợ Ukraine 108 tỷ USD. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại châu Âu, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, ông Jens Stoltenberg mới đây đã xác nhận việc từ bỏ kế hoạch thành lập quỹ hỗ trợ Ukraine 108 tỷ euro tương đương 108 tỷ USD. Thay vì thành lập một quỹ trong 5 năm, ông Stoltenberg sẽ yêu cầu các quốc gia thành viên NATO duy trì các khoản đóng góp hiện nay cho Ukraine. Người đứng đầu NATO trước đó đã phải đối mặt với sự chỉ trích từ các quốc gia thành viên của liên minh quân sự này. Theo đề xuất mới, các nước đồng minh trong NATO sẽ cần chi ít nhất 40 tỷ euro, tương đương 43,2 tỷ USD mỗi năm cho viện trợ quân sự sát thương và phi sát thương cho Ukraine các quốc gia thành viên nato sẽ thảo luận về đề xuất này trong khuôn khổ cuộc họp vào tuần tới tại bruxelles số tiền trên sẽ bằng mức đóng góp trung bình hàng năm của các quốc gia thành viên nato kể từ khi nổ ra cuộc xung đột nga ukraine nato sẽ xác định số tiền đóng góp của mỗi quốc gia thành viên dựa trên tỷ lệ phần trăm tổng sản phẩm quốc nội gdp mục đích của đề xuất mới nhằm tạo ra sự minh bạch hơn về những gì các đồng minh trao cho ukraine Mỹ sẽ đóng góp khoảng một nửa tổng số viện trợ trên, trong khi một nửa là của 31 quốc gia thành viên còn lại. Hôm 27 tháng 5, các đồng minh NATO đã yêu cầu Tổng thư ký Stoltenberg làm rõ hơn về kế hoạch hỗ trợ Ukraine 100 tỷ USD. Ngày 30 tháng 5, ông Stoltenberg đã đưa ra ý định yêu cầu các đồng minh phân bổ khoảng 40 tỷ euro mỗi năm để viện trợ cho Ukraine. Một số quan chức NATO cho rằng số tiền này ít nhất sẽ duy trì được mức viện trợ quân sự hiện nay của NATO cho Kiev. Giao tranh ác liệt trên mặt trận Kharkov Binh sĩ Ukraine hào hứng tuyên bố sau khi thần tốc giành được những thắng lợi ở biên giới phía Bắc, cuộc tấn công táo bạo của Nga vào Kharkov đã bị chặn đứng. Giao tranh ác liệt trên mặt trận Kharkov Trong các trận chiến dưới bầu trời tràn ngập máy bay không người lái của đối phương, ngay cả những chuyển động nhỏ nhất, thậm chí là lao nhanh nhất từ căn nhà này sang căn nhà khác, cũng thường xuyên bị phát hiện. Hãy nhìn xem bạn có thể thấy ba người trong số họ, những bóng đen đó đang di chuyển trên đường, Naza, một chỉ huy pháo binh trẻ thuộc lữ đoàn cơ giới số 42 Ukraine, có biệt danh Artis, với giọng nhẹ nhàng nói. Hình ảnh toàn cảnh chiến trường được truyền trực tiếp từ máy bay không người lái trinh sát của Ukraine đến sở chỉ huy tiểu đoàn bị giật và bị gián đoạn trong thời gian ngắn, nhưng những gì hiển thị trên màn hình vẫn đủ rõ ràng. Những người lính Nga nhanh chóng đi dọc theo hàng rào trên con đường chính của một ngôi làng vắng người. Đây là dấu hiệu trực quan mà nhóm của Artis đã chờ đợi Tầng hầm đó đã được biết đến là nơi trú ẩn của một số binh sĩ Nga. Người chỉ huy 21 tuổi nói với Kyiv Independent, khi chỉ có một hoặc hai lính bộ binh đang di chuyển thì việc bắn vào họ chẳng ít gì, nhưng khi một nhóm như thế xuất hiện thì chúng tôi phải khai hỏa. Theo lệnh của người chỉ huy, khẩu đội gồm 5 pháo thủ bắt đầu hành động, chạy nhanh trong khoảng cách ngắn từ hầm đến khẩu pháo tự hành, gửi 122mm thời Liên Xô. Cố pháo vốn đã được che giấu kỹ càng bởi những tán lá dày đặc của khu rừng tháng 5, nhưng trước tiên cần phải gạt một lưới chắn sang bên. Đây là một cải tiến mới được thiết kế để bảo vệ khỏi các cuộc tấn công từ UAV Lancet của Nga. Ba người vào vị trí bên trong cỗ máy kim loại khổng lồ, trong khi hai người còn lại chuẩn bị đạn pháo và đấu điện. Khẩu pháo lắc lư dữ dội sau mỗi phát bắn, phun ra những quả cầu lửa từ nòng pháo đốt cháy những bụi cây gần đó. Atit quan sát mọi thứ từ hầm trú ẩn, Tổng cộng có 8 quả đạn được bắn ra, một số rơi rất gần tầng hầm, khiến ngôi nhà bên cạnh bốc cháy. Mặc dù khẩu pháo hàng chục năm tuổi này không thể bắn chúng trực tiếp, họ chắc chắn đang cảm nhận được điều khủng khiếp ở đó, Atit nói. Đây là ngôi làng Staritsia yên bình một thời ở tỉnh Kharkov. Trên con phố có những ngôi nhà nép mình trong một thùng lũng giữa những sườn dốc có rừng thoai thoải. Bị lực lượng Nga chiếm giữ mà không có nhiều giao tranh khi bắt đầu cuộc xung đột toàn diện và được Ukraine giành lại 6 tháng sau đó vào tháng 9 năm 2022. Starisia vẫn chưa bị sàn phẳng một cách có hệ thống như nhiều ngôi làng tiền tuyến ở Donetsk, nơi đang có giao tranh dữ dội trong nhiều tháng hoặc nhiều năm. Với việc ngôi làng hiện nằm ở tuyến đầu trong chiến dịch mới của Nga ở Kharkov, sự tàn phá ngày càng dày đặc và nhanh chóng. Bắt đầu từ ngày 10 tháng 5, việc Moscow bất ngờ táo bạo mở mặt trận mới ở phía Bắc đã gây ra sự sợ hãi và lo lắng ở Ukraine, đặc biệt là ở chính thành phố Kharkov, nơi một lần nữa bị đe dọa nằm trong tầm bắn của pháo binh Nga Tuy nhiên, Kiev đã phản ứng nhanh chóng với một số lữ đoàn dày dặn kinh nghiệm chiến đấu của Ukraine và các đơn vị UAV hàng đầu được điều đến để củng cố khu vực, trong đó có lữ đoàn 42 đã được chuyển đến Kharkov vài tuần trước đó. Nga truy nã cựu thủ tướng Ukraine Nga đã đưa cựu thủ tướng Ukraine Julia Timoshenko vào danh sách truy nã cùng với Tổng thống Volodymyr Zelensky và cựu Tổng thống Petro Poroshenko theo thông tin trên trang web của Bộ Nội vụ Nga, nước này đã đưa cựu Thủ tướng Ukraina Julia Timoshenko vào danh sách truy nã, song không nêu rõ cáo buộc hình sự. Bà Timoshenko được cho là bị đưa vào danh sách truy nã cùng với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky và người tiền nhiệm Petro Poroshenko cùng một số quan chức khác của Ukraina. Trang tin độc lập Mediazona của Nga nói rằng, cả ông Zelensky và ông Poroshenko bị đưa vào danh sách truy nã ít nhất kể từ cuối tháng 2. Ngoài ra, danh sách này còn có quan chức cấp cao của các nước NATO, những người ủng hộ mạnh mẽ viện trợ quân sự cho Ukraine và áp lệnh trừng phạt Nga. Bà Timoshenko và đảng của bà hiện chưa bình luận về động thái trên của Moscow. Bà Julia trở thành thủ tướng Ukraine vào năm 2005 và từng lọt vào danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn từng được mệnh danh là nữ hoàng khí đốt Ukraine. Nhưng đến năm 2011, bà Julia bị tuyên án 7 năm tù với cáo buộc lạm dụng quyền lực liên quan đến các thỏa thuận khí đốt với Nga. Những người ủng hộ bà cho rằng vụ bắt giữ này mang động cơ chính trị. Đến năm 2014, bà được trả tự do nhờ chiến dịch vận động của con gái bà và những người ủng hộ. Năm ngoái, bà ra tranh cử Tổng thống Ukraine nhưng thất bại. Nga thảo luận phương án lập vùng mới gồm 5 khu vực sát nhập từ Ukraine. Một quan chức thân Nga cho biết, Moscow dường như đang thảo luận về phương án lập một vùng liên bang gồm Crimea và bốn vùng mới xác nhập từ Ukraine hồi năm 2022. Chính quyền Nga đang thảo luận về khả năng thành lập một quận liên bang mới trong liên bang Nga, bao gồm Donetsk và Lugansk, Kherson, Zaporizhia và Crimea. Thống đốc thân Moscow của vùng Zaporizhia, Zegani Balitsky nói với TASS, quả thực vấn đề này đang được thảo luận. Ngày nay, chúng ta cần một người xứng đáng sẽ lãnh đạo các khu vực mới gồm Donetsk, Lugan, Kherson, Zaporizhia và Grum. Tôi nghĩ rằng Grum cũng sẽ là một phần trong vùng mới, nhưng đây chỉ là giả định của tôi, ông nói. Ông cho rằng, việc lập vùng mới là không nên trì hoãn vì các khu vực này cần thêm người để bảo vệ lợi ích của họ. Hồi tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký xác lệnh tổ chức lại cơ cấu quân đội nước này. Xác lệnh đưa 4 vùng sát nhập từ Ukraine Kherson, Zaporizhia, Lugansk, Donetsk và quân khu phía nam của Nga. Nga xác nhập các vùng trên vào cuối năm 2022 sau các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi tại những vùng đó. Đến nay, Nga vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn bốn tỉnh này. Ukraine và phương Tây cũng không công nhận quyền kiểm soát của Moscow đối với Kherson, Zaporizhia, Lugansk và Donetsk. Kiev nêu rõ một trong những điều kiện tiên quyết để nối lại hòa đàm là nga phải rút hết quân khỏi các vùng lãnh thổ của Ukraine, khôi phục đường biên giới Ukraine được quốc tế công nhận năm 1991, trong đó có bán đảo Krim, khu vực mà nga xác nhập năm 2014 cũng thông qua một cuộc trưng cầu dân ý. Năm ngoái, ông Putin thông báo Nga có kế hoạch phân bổ 1,9 nghìn tỷ rúp, 20 tỷ đô la Mỹ từ ngân sách liên bang trong hai năm rưỡi tới để phát triển bốn khu vực tại Ukraine mà Moscow tuyên bố xác nhập vào năm 2022. UAV Ukraine tập kích trong đêm, nhà máy lọc dầu Nga bốc cháy. Hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy lọc dầu Novo Santin sau khi drone Ukraine tập kích cơ sở tại tỉnh Rostov, miền nam nước Nga lực lượng phòng không trực tiếp trong đêm đánh chặn và phá hủy 13 máy bay không người lái UAV của Ukraine trên bán đảo Crimea, 6 UAV tại tỉnh Beroros và một tên lửa chống hạm Neptune tại tỉnh Rostov. Bộ Quốc phòng Nga ngày 6 tháng 6 thông báo. Vasily Golubet, tỉnh trưởng Rostov, cùng ngày cho biết một đám cháy bùng phát tại nhà máy lọc dầu Novo gần thành phố Rostov-on-Don sau vụ tập kích UAV. Lực lượng cứu hỏa cô lập ngọn lửa trong khu vực có diện tích khoảng 100m2 rồi dập tắt. Ông Golubets khẳng định, các nhân viên tại nhà máy Novosantin đã được sơ tán tới nơi an toàn. Cơ sở phải dừng hoạt động do đợt tập kích kéo dài. Chưa có thông tin chi tiết về thiệt hại tại nhà máy. Nhà máy Novosantin, nằm cách tỉnh Lugan khoảng 10 km về phía đông, là một trong những cơ sở lọc dầu quan trọng nhất ở miền nam nước Nga. Nhà máy thường xuyên bị Ukraine tập kích từ khi chiến sự bùng phát. Tỉnh trưởng Beroros cho biết một vụ tập kết trong đêm phá hủy bồn chứa dầu tại kho ở Stary Okhoi phía bắc Ukraine. Đám cháy nhanh chóng được dập tắt và không có thương vong. Ukraine gần đây tăng cường tập kết các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, đặc biệt là hạ tầng ngành dầu khí. Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine thất thế trên chiến trường khi phải đối phó cùng lúc loạt đợt tiến công dọc theo chiến tuyến dài 1.000 km lẫn chiến dịch Kharkov mà Nga mở từ ngày 10 tháng 5. Hồi tháng 2, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nói với Tổng thống Vladimir Zelensky rằng Ukraine cần kiềm chế tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, theo các quan chức Mỹ quen thuộc với vấn đề. Tuy nhiên, Ukraine đến nay chưa có dấu hiệu nào sẽ chấm dứt các cuộc tập kích như vậy. Nga thiệt hại 60 tỷ đô la Mỹ vũ khí sau 2 năm chiến sự với Ukraine. Truyền thông Ukraine ước tính thiệt hại về vũ khí, khí tài của Nga sau hơn 2 năm chiến sự đã vượt quá 60 tỷ đô la Mỹ. Cổng thông tin tài chính Ukraine minfin.com.ua ước tính thiệt hại của Nga về vũ khí và thiết bị quân sự có thể đã vượt 60 tỷ đô la Mỹ sau hơn 2 năm chiến sự với Kiev. Minfin tính toán dựa trên dữ liệu do quân đội Ukraine công bố và tính toán của Forbes Ukraine cùng các nguồn khác. Nga chưa bình luận về thông tin này. Rất khó để bên thứ ba xác nhận những con số do một phía của cuộc chiến cung cấp vì đây có thể là đòn tâm lý chiến. Theo Minfin, tới năm thứ ba của cuộc chiến, Nga vẫn có khả năng bù đắp nhanh chóng các thiệt hại trên tiền tuyến liên quan tới xe tăng, thiết giáp. Tốc độ sản xuất vũ khí của Nga được đánh giá là áp đảo so với khối phương Tây bên viện trợ chính cho Ukraine. Tuy nhiên, Minfin cho rằng những thiệt hại khác, ví dụ tàu chiến, hệ thống tác chiến điện tử đắt tiền, máy bay trinh sát rất khó để bù đắp nhanh chóng quân đội Ukraine tuyên bố Nga đã mất 357 máy bay quân sự và 326 trực thăng trong hơn 2 năm chiến sự. Trước đó, tướng Christopher Cavoli, chỉ huy Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ và chỉ huy đồng minh tối cao của NATO ở châu Âu, nói với các nhà lập pháp rằng lực lượng không quân Nga đã mất một số máy bay, nhưng chỉ mất khoảng 10% phi đội của họ. Tuy nhiên, Minfin cho rằng không phải máy bay nào cũng giống nhau, nhất là khi Ukraine từng tuyên bố đã bắn rơi những máy bay giá trị cao của Nga. Vào tháng 1, Ukraine nói rằng đã phá hủy máy bay cảnh báo sớm A-50 và máy bay kiểm soát trên không TNL-22 đắt đỏ của Nga trên biển Azov. Vào tháng 2, Ukraine tiếp tục tuyên bố đã bắn rơi một chiếc A-50 khác. Đây là những máy bay rất đắt đỏ và phức tạp. Nếu Nga thực sự mất chúng, việc thay thế nhanh chóng sẽ rất thách thức. Ukraine ước tính mỗi chiếc A-50 của Nga có giá khoảng 330 triệu USD trên biển, Ukraine nhiều lần phóng tên lửa, xuồng tự sát và UAV tấn công các tàu chiến của Nga ở hạm đội Biển Đen. Năm 2022, Ukraine từng tuyên bố đã bắn chìm sói hạm Mosca trị giá 750 triệu đô la Mỹ của Nga. Tháng 9 năm 2023, Ukraine được cho đã phóng tên lửa Storm Shadow vào Sevastopol, làm hỏng tàu ngầm Rostov One Don của Nga. Tình báo phương Tây và Ukraine cho rằng con tàu đã hư hại đến mức không thể sửa chữa. Ngoài ra, Ukraine cũng tuyên bố phá hủy một số tàu đổ bộ của Nga, mỗi con tàu đều có giá thành cao như Miss Novochekas và Olenogorsky Gornas. Trên mặt đất, Minfi cho rằng một trong những vũ khí giá trị nhất của Nga bị phá hủy là các hệ thống phòng không hiện đại như S300 và S400 cùng các trạm radar Mặt khác, Ukraine cũng tuyên bố tấn công thành công các thiết bị tác chiến điện tử rất phức tạp và đắt đỏ của Nga như RB-109A Bilina, Merman BN. Việc sản xuất các hệ thống tinh vi để bù đắp những thiệt hại không phải là nhiệm vụ đơn giản, nhất là trong bối cảnh phương Tây đang siết trừng phạt Nga ngăn Moscow tiếp cận nguồn thiết bị linh kiện cần thiết. Quả lực Nga áp đảo, con số tổn thất của Ukraine gây bất ngờ. Ở Kharkov, ukraine đang vô cùng căng thẳng bất chấp nỗ lực bổ sung thêm quân và ký tài ukraine vẫn phải đối diện với nhiều khó khăn do hỏa lực dày đặc của nga lực lượng vũ trang ukraine đẩy mạnh tấn công chasutja pháo binh và xe tăng của lực lượng vũ trang ukraine đang hoạt động tích cực ở khu vực chasutja phá hủy nhiều tòa nhà nhiều tầng và gây áp lực mạnh mẽ lên các vị trí của quân đội nga tuy nhiên tình hình với lực lượng ukraine vẫn không hề dễ dàng hiện tại quân đội ukraine đang cố gắng duy trì quyền kiểm soát thành phố bất chấp việc mất đi phần phía nam và phía đông của tiểu quận novi cũng như một phần tuyến đường sắt để giữ vững các vị trí và tăng cường gia tăng áp lực lên các đơn vị tấn công của nga lực lượng vũ trang ukraine đang tích cực sử dụng pháo binh và máy bay không người lái tấn công vào các vị trí của nga theo avb lực lượng ukraine cũng đang di chuyển bộ binh và thiết bị tới telejeka và belayagora nhằm cố gắng giữ vững các tuyến phòng thủ và ngăn chặn quân Nga tập trung lực lượng để triển khai các cuộc tấn công. Tại khu vực Lechica, lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng giành lại quyền kiểm soát ngôi làng, nhưng do mật độ hỏa lực của pháo binh Nga và sự hoạt động hiệu quả của máy bay không người lái khiến lực lượng Ukraine không đạt được thành công. Tấn công các mục tiêu ở khu vực Kharkov Trong đêm 3 tháng 6, quân đội Nga tấn công các mục tiêu của lực lượng vũ trang Ukraine ở vùng Kharkov ở Zimi, một trung tâm giải trí được chuyển thành nơi lưu trú tạm thời của binh sĩ đã bị tấn công. Cuộc tấn công được thực hiện bởi năm tên lửa chiến thuật Iskander M, gây thương vong đáng kể cho lực lượng dự bị Ukraine. Ở hướng này, lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục tổ chức phản công, dù bị tổn thất rất lớn. Quân đội Ukraine tích cực sử dụng hệ thống tên lửa phóng loạt động cơ cao hai mắt để tấn công khu vực biên giới vùng Beroros. Tuy nhiên, quân đội Nga đã đẩy lùi thành công các cuộc tấn công này và gây tổn thất đáng kể cho lực lượng vũ trang Ukraine. Các chuyên gia tin rằng lực lượng vũ trang Ukraine ngày càng gặp khó khăn trong việc sử dụng lực lượng dự bị ở gần Kharkov do các cây cầu bị phá hủy và sự phức tạp trong công tác hậu cần quân sự. Điều này làm chậm quá trình chuyển giao thiết bị và nhân lực, hạn chế khả năng cơ động của các đơn vị Ukraine. Mỗi ngày trên hướng Kharkov, lực lượng vũ trang Ukraine mất tới 50 đơn vị thiết bị và vũ khí. Đây là con số đáng lo ngại trong thực trạng Ukraine đang phải đối diện với tình trạng thiếu hụt khí tài. B-52, Mỹ dọa tấn công hạt nhân vào Kaliningrad. Máy bay ném bom chiến lược B-52N của không quân Mỹ sử dụng không phận bác tích để diễn tập mô phỏng tấn công hạt nhân vào vùng Kaliningrad của Nga. Theo giới truyền thông Nga, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden phê chuẩn các điều kiện mới cho việc Washington sử dụng vũ khí hạt nhân, Lầu Năm Góc tiếp tục cố gắng đe dọa Moscow và các đồng minh của Nga bằng vũ khí hạt nhân và các khả năng hủy diệt khác. Để chứng minh cho lời nói của mình, Lầu Năm Góc trong tuần qua đã thực hiện liên tiếp hai vụ phóng kiểm tra tên lửa đạn đạo liên tục địa từ hầm phóng mặt trận ICBM Minuteman 3, loại ICBM duy nhất hiện quân đội Mỹ đang còn biên chế. Bên cạnh đó, máy bay ném bom chiến lược B-52 mang tên lửa hành trình gắn đầu đạn hạt nhân, thành tố thứ hai trong ba bộ vũ khí dân đe chiến lược cùng với tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ hầm phóng và tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm hạt nhân chiến lược cũng đã được quân đội Mỹ mang ra thị uy sức mạnh. Các nguồn giám sát công khai cho biết, sáng ngày 8 tháng 6, máy bay chiến lược liên lục địa B52H Stratofortress của Không quân Mỹ, có khả năng mang vũ khí hạt nhân, đã quần thảo vùng không phận trên biển Bắc Tích, tiếp cận khu vực Kaliningrad của Liên bang Nga và đến vị trí phóng tên lửa. Các chuyên gia phân tích đường bay của chiếc pháo đài bay Mỹ và xác định chuyến bay của một chiếc máy bay giống như phi hành đoàn đang huấn luyện tấn công hạt nhân vào vùng lãnh thổ hải ngoại duy nhất của Nga nằm trên bờ biển Bắc Tích. Trước đó một ngày, cũng có một chiếc B-52H của không quân Hoa Kỳ đã di chuyển trên bầu trời phía Bắc nước Đức với cùng mục đích. Rất có thể cả hai chiếc máy bay này đều thuộc chuyến bay của phi đội máy bay ném bom B-52 của Mỹ, đóng quân tại căn cứ không quân Fairford ở Anh. Trước đó, vào ngày 4 tháng 6, cũng đã có một cặp máy bay B-52H của không quân Mỹ đã bay từ Anh đến bờ biển Sip và Syria, di chuyển qua châu Âu và vùng biển địa Trung Hải. Trong trường hợp này, Washington rõ ràng đã gửi lời đe dọa không chỉ tới Nga mà còn đến cả các đồng minh của Moscow ở Damascus và Tehran, thể hiện sức mạnh của những máy bay ném bom chiến lược mang tên lửa hạt nhân, được mệnh danh là cánh tay nối dài trong lực lượng không quân chiến lược Mỹ. Trước đó vào hồi tháng 3, cũng đã có một đợt hoạt động lớn của máy bay B-52 Mỹ và khi đó, những người Mỹ yêu trụng hòa bình đã lên kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân vào vùng ST Petersburg từ các máy bay B-52H của nước này. Nga khẳng định luôn để ngỏ đối thoại kiểm soát vũ khí hạt nhân Ngày 8 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết nước này sẽ vẫn luôn để ngỏ cơ hội đối thoại với các cường quốc hạt nhân. Hãng thông tấn RIA của Nga dẫn lời bà Zakharova nhấn mạnh, Nga không bao giờ đóng sập cơ chế đối thoại, ngay cả trong những tình huống khó khăn nhất. Trước đó, tại diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg lần thứ 27 được tổ chức tại thành phố cùng tên của Liên bang Nga ngày 7 tháng 6, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, nước này không loại trừ khả năng đưa ra một số thay đổi trong học thuyết hạt nhân của mình. Nhà lãnh đạo Nga cũng nói rằng, nếu cần thiết, Nga có thể thử nghiệm một loại vũ khí hạt nhân xong khẳng định đây là việc làm không cần thiết vào thời điểm hiện nay. Sau thông điệp trên của tổng thống Putin, ông Vadi, quan chức hàng đầu về vấn đề kiểm soát vũ khí thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ nói rằng Mỹ có thể sẽ cần phải triển khai thêm nhiều vũ khí hạt nhân chiến lược trong những năm tới nhằm ngăn chặn mối đe dọa gia tăng. Ông đã gợi mở sự thay đổi chính sách như vậy trong bài phát biểu về vấn đề kiểm soát vũ khí theo cách cạnh tranh hơn trước các thành viên hiệp hội kiểm soát vũ khí ở Washington. Thủ tướng Slovakia. Một số nước phương Tây muốn leo thang căng thẳng với Nga. Thủ tướng Slovakia Robert Fico bày tỏ quyết định cho phép Kiev sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga cho thấy phương Tây không muốn hòa bình. Đề cập đến quyết định gần đây của Mỹ, Anh và Đức, một số quốc gia phương Tây về việc cho phép Kiev sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga. Thủ tướng Slovakia Robert Fico cảnh báo hành động của Mỹ và đồng minh có thể khiến mối quan hệ giữa Nga và phương Tây trở nên căng thẳng. Ông Robert Fico tuyên bố không muốn Slovakia tham gia vào những cuộc phiêu lưu quân sự như vậy. Các nước phương Tây không muốn thiết lập hòa bình với Nga, điều họ muốn là đẩy căng thẳng lên cao, điều này chắc chắn sẽ xảy ra, ông Robert Fico nói. Nhà lãnh đạo Slovakia kêu gọi các nước bỏ phiếu ủng hộ các ứng cử viên có sáng kiến hòa bình, không phải ứng viên hiểu chiến trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cũng cảnh báo phương Tây rằng xung đột trực tiếp với Nga chỉ còn cách vài cm. Ông nói thêm, EU và Mỹ đều rất cần những người ủng hộ hòa bình lên nắm quyền để tránh xảy ra xung đột. Ông Viktor Orbán nhấn mạnh phương Tây có thể đạt được lệnh ngừng bắn ở Ukraine trong vòng 24 giờ nếu họ có ý định làm như vậy. Thủ tướng Đức Olaf Scholz quyết định cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ tấn công lãnh thổ Nga là cách để đảm bảo hòa bình, đồng thời cho rằng thành công tiềm tàng của Nga trên chiến trường là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình ở châu Âu. Trong khi đó, Điện Kremlin cáo buộc NATO kích động, vòng xoáy căng thẳng mới Hồi tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo việc sử dụng vũ khí tầm xa chống lại Nga sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho phương Tây. Ông Putin cảnh báo Nga có thể cung cấp vũ khí tầm xa cho các nước khác để tấn công phương Tây, đồng thời tái khẳng định Moscow sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu xảy ra mối đe dọa đối với chủ quyền. Ông nói những hành động gần đây của phương Tây sẽ làm suy yếu an ninh quốc tế. Bộ trưởng Quốc phòng Áo NATO vượt qua làn danh đỏ của Nga Bộ trưởng Quốc phòng Áo Claudia Tanner cho rằng các nước phương Tây không nên cho phép Kiev sử dụng vũ khí tấn công vào lãnh thổ Nga. Trả lời phỏng vấn tờ Die Presse ngày 8 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Áo Claudia Tanner nhận định các đồng minh phương Tây của Ukraine đã vượt qua lần danh đỏ khi cho phép Kiev sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công các mục tiêu ở Nga. Lần danh đỏ đã bị vượt qua, bà Tanner nhấn mạnh khi bình luận về việc Mỹ, Pháp và Đức cho phép Kiev tấn công Nga bằng vũ khí phương Tây trước đó một thành viên nato đã công khai ủng hộ việc sử dụng vũ khí do phương tây sản xuất để tấn công xuyên biên giới vào lãnh thổ nga và trong một phạm vi hạn chế khi được hỏi về một giải pháp để kiev có thể ngăn chặn nga ở kharkov bà tanner cho biết áo với tư cách là một quốc gia trung lập về mặt quân sự vnn không có bình luận nào về thông tin này bộ trưởng quốc phòng áo nói thêm rằng bà cảm thấy tuyên bố của tổng thư ký nato jens stoltenberg về việc liên minh này sẽ không gửi quân đến ukraine là một tín hiệu tích cực trong cuộc họp báo hôm 6 tháng 6, ông Stoltenberg cho biết khối quân sự do Mỹ đứng đầu không có kế hoạch triển khai lực lượng mặt đất đối với Ukraine. Bất chấp điều này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố rằng Paris đã sẵn sàng thiết lập một lực lượng quốc tế có thể triển khai đến Kiev với vai trò cố vấn quân sự. Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng Moscow từ lâu đã biết rằng binh sĩ phương Tây đang chiến đấu ở Ukraine dưới vỏ bọc lính đánh thuê và tình nguyện viên. Tổng thống Nga nói thêm, các loại vũ khí tầm xa do phương Tây sản xuất được Kiev sử dụng trong các cuộc tấn công xuyên biên giới cũng thường được quân đội nước ngoài kiểm soát và bảo dưỡng. Ngay cả khi Ukraine bóc cò, Mỹ và các đồng minh vẫn là những người cung cấp thông tin tình báo cho Kiev về các mục tiêu của Nga, ông Putin nhấn mạnh. Moscow đã cảnh báo rằng các cuộc tấn công tầm xa do phương Tây hậu thuẫn vào lãnh thổ Nga sẽ dẫn đến một sự tham gia trực tiếp của phương Tây vào cuộc xung đột và Nga có quyền đáp trả tương tự. Chúng tôi có thể đáp trả hành động này một cách bất đối xứng, ông Putin nói, đồng thời ám chỉ rằng Moscow có thể cung cấp vũ khí tương tự trên khắp thế giới, nơi chúng có thể được sử dụng để chống lại các mục tiêu phương Tây. 550.000 quân Nga đang hiện diện ở tiền tuyến Tổng cục tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine công bố số lượng kỷ lục về quân số của lực lượng vũ trang Nga là 550.000 người hiện đang hiện diện ở tiền tuyến. Cơ quan tình báo quân đội Ukraine GUR tuyên bố rằng, lực lượng vũ trang Nga đã tập trung một nhóm lực lượng kỷ lục dọc theo chiến tuyến giữa hai bên. Theo tính toán của GUR, có tới 550.000 binh sĩ Nga được bố trí dọc theo chiến tuyến của khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt. Báo cáo tình báo chỉ ra rằng, vào tháng 2 năm 2022, chỉ có 180.000 quân nhân của lực lượng vũ trang Nga tiến vào Ukraine, nhưng đến tháng 11 năm ngoái, quy mô của nhóm quân Nga ước tính đã tăng lên khoảng 400.000 quân. Theo ước tính tới thời điểm hiện nay, số lượng quân Nga trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt đã tăng hơn 550.000 quân. Ngoài quân số, còn có sự gia tăng số lượng xe bọc thép dọc biên giới Ukraine ở các tỉnh Belgorod, Kursk và Priyan, cũng như trên các khu vực quân Nga đã kiểm soát ở Donbass. Lực lượng vũ trang Nga có số lượng xe tăng lên đến hàng nghìn chiếc, gồm các loại hiện đại như T-72B3, T-80T-90MS, thậm chí khi các xe tăng chiến đấu chủ lực tiên tiến nhất như T-14 Amata còn chưa thêm xung trận, thì Nga đã áp đảo Ukraine về cả số lượng lẫn chất lượng xe tăng. Tổng cục tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố rằng lực lượng vũ trang Nga đang học hỏi, cố gắng tăng quy mô lực lượng quân sự của họ và thích ứng với thực tế trên chiến trường. Mặc dù hiện nay thế chủ động tấn công hoàn toàn nằm trong tay lực lượng vũ trang Nga, nhưng lực lượng tình báo Ukraine cũng hy vọng rằng trong cuộc phản công năm nay, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ có thể phá vỡ tuyến phòng thủ của quân đội Nga và giành lại thế chủ động trên chiến trường. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine là tướng Oleksandr Suski hôm 5 tháng 6 đã xác nhận. Các lực lượng Nga đang tiến hành các hoạt động tấn công tích cực theo bốn hướng của một lúc, mở rộng phạm vi mặt trận, kéo giãn lực lượng Ukraine trên chiến tuyến dài hàng nghìn km. Hồi tháng trước, Moscow đã phát động tấn công trên mặt trận Kakov, khiến Ukraine phải tăng viện thêm hàng chục lữ đoàn từ các hướng khác cho khu vực Đông Bắc, dẫn đến bị Nga đánh chiếm thêm nhiều làng mạc ở Donbass. Các cuộc tấn công tích cực của Nga trên mặt trận đã khiến Ukraine gặp khó khăn trong điều động viện binh, điều phối binh lực bởi không xác định được hướng tấn công chính của Nga, lo sợ bị mắc bẫy dương đông kích Tây. Loạt tàu chiến của Nga đến vùng sân sau của Mỹ tập trận loạt tàu chiến của quân đội Nga đang trên đường đến vùng biển Caribe để tham gia tập trận giữa lúc tình hình chiến sự ở Ukraine ngày càng leo thang đáng lo ngại. Giới chức Mỹ hôm 5 tháng 6 cho biết đang theo dõi chặt chẽ động thái các tàu chiến và chiến đấu cơ của Nga được điều đến vùng biển Caribe, vốn được coi là sân sau của Washington để tham gia tập trận quân sự trong những tuần tới. Đây là một phần trong đợt diễn tập quân sự thông thường của Nga nhằm thể hiện năng lực triển khai sức mạnh quân sự khắp thế giới, một quan chức Mỹ nói. Theo nguồn tin, các tàu chiến này dự kiến sẽ cập cảng Cuba và Venezuela khi Nga thiết lập sự hiện diện quân sự ở khu vực Tây bán cầu. Chúng tôi cho rằng Nga sẽ điều các tàu hải quân tác chiến đến vùng Caribe và những tàu này sẽ có thêm cảng ở Cuba và có thể cả ở Venezuela. Cũng có thể có một số đợt triển khai máy bay hoặc chuyến bay cho khu vực, vị quan chức Mỹ cho biết. Đây không phải là lần đầu tiên Nga điều tàu chiến tới vùng biển Caribe, tuy nhiên, cuộc tập trận này diễn ra trong bối cảnh tổng thống Nga Vladimir Putin gợi ý rằng Moscow có thể thực hiện các bước đi bất đối xứng ở những nơi khác trên thế giới nhằm đáp trả quyết định của tổng thống Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Washington cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga. Giới chức Mỹ cho rằng cuộc tập trận lần này của Moscow chắc chắn là một phần trong phản ứng rộng hơn nhắm vào sự hỗ trợ của Washington dành cho Kyiv đồng thời nhằm thị uy sức mạnh của hải quân bất chấp những thiệt hại từ cuộc chiến ở Ukraine. Các quan chức quân sự Ukraine hồi tháng 3 cho biết, Nga đã mất một phần ba hạm đội Biển Đen do các cuộc tấn công của họ trong suốt những năm chiến sự. Mặc dù Moscow không thông báo cho Washington về cuộc tập trận lần này, nhưng quan chức cho biết Hải quân Mỹ đã triển khai lực lượng để giám sát. Việc triển khai như trên được coi là một phần của hoạt động hải quân thường lệ và chúng tôi không lo ngại về việc triển khai của Nga, vốn không gây ra mối đe dọa trực tiếp nào, nhưng hải quân Mỹ sẽ giám sát cuộc tập trận, quan chức này nói. Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa có bình luận gì về thông tin. Ukraine bắn hạ 17 UAV của Nga, Mỹ gửi thêm 225 triệu USD viện trợ cho Kiev. Ngày 7 tháng 6, Azazera dẫn nguồn tin không quân Ukraine cho biết, lực lượng này đã bắn hạ 17 trên 18 máy bay không người lái trong một cuộc tấn công của Nga không quân Ukraine cho biết, cuộc tấn công của Nga nhắm vào bốn khu vực khác nhau. Trong đó, một UAV bị bắn hạ đã gây hỏa hoạn ở khu vực Khmenitsky nhưng không gây thiệt hại về người. Quân đội Ukraine cho biết, Nga đã phóng hai tên lửa đạn đạo Iskander-M vào khu vực Dnipropetrovsk nhưng không ghi nhận thiệt hại cụ thể nào. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine GUR cho biết, lực lượng quân đội của nước này đã phá hủy một tàu kéo của Nga ngoài khơi bờ biển Crimea. Cùng ngày, hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng Nga đã bắt giữ một công nhân Colombia chiến đấu cùng các binh sĩ Ukraine. Moscow cũng kêu gọi người dân Colombia không tham gia chiến tranh. Những diễn biến mới trên chiến trường diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang tham dự các buổi lễ ở Normandy, Pháp, nơi hàng chục nghìn binh sĩ lực lượng đồng minh tiến hành cuộc đổ bộ vào năm 1944 để đánh bại phát xít Đức. Trong thông báo mới nhất đưa ra, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp sẽ chuyển giao máy bay chiến đấu Mirage 2000 cho Ukraine và đào tạo phi công Ukraine như một phần của hợp tác quân sự mới với Kiev. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Pháp không nói rõ số lượng máy bay hoặc thời điểm chúng sẽ được gửi đi, nhưng cho biết việc đào tạo phi công có thể diễn ra trong những tuần tới. Tổng thống Pháp cũng cho biết, Ukraine đã yêu cầu các đồng minh phương Tây cử các huấn luyện viên quân sự đến huấn luyện lực lượng trên lãnh thổ nước này. Về phần mình, Mỹ sẽ gửi thêm 225 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine. Truyền thông quốc tế ngày 7 tháng 6 dẫn nguồn tin từ Washington cho biết, lô hàng mới bao gồm đạn dược, phục vụ hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS, các hệ thống súng cối và nhiều loại đạn khác. Pháp sắp cung cấp máy bay chiến đấu Mirage 2000 cho Ukraine Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công bố kế hoạch viện trợ cho Ukraine máy bay chiến đấu Mirage 2000, đồng thời giúp Ukraine huấn luyện phi công. Kế hoạch trên được Tổng thống Macron công bố trong một buổi phỏng vấn với truyền hình Pháp. Ông cho biết các phi công Ukraine sẽ đến Pháp huấn luyện sớm nhất là vào mùa hè này. Theo nhà lãnh đạo Pháp, Ukraine đang phải đối mặt với thách thức lớn về huấn luyện binh sĩ trong bối cảnh Kiev tìm cách huy động thêm hàng chục nghìn người ra tiền tuyến. Tổng thống Macron cho biết Pháp sẽ trang bị và huấn luyện lữ đoàn gồm khoảng 4.500 lính Ukraine để họ có thể sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đất nước sau khi trở về từ Pháp. Được biết, Máy bay Mirage 2000 do Pháp chế tạo được coi là loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4. Tương tự như máy bay F-16, công ty sản xuất cho biết có 600 máy bay loại này đã được chế tạo. Một số đã được xuất khẩu sang Ấn Độ và nhiều nơi khác. Trước Pháp, nhiều nước khác đã thể hiện ủng hộ Ukraine bằng cách tăng cường năng lực cho không quân Ukraine. Hà Lan và Đan Mạch đã công bố kế hoạch viện trợ máy bay chiến đấu F-16, còn Thụy Điển cam kết viện trợ máy bay do thám và kiểm soát trên không. Tổng thống Pháp lên án tâm lý đầu hàng trong chiến sự Ukraine. Tổng thống Macron chỉ trích những người theo chủ nghĩa hòa bình và tâm lý chưa đánh đã hàng đang xuất hiện trên chính trường về vấn đề Ukraine. Chúng tôi biết rõ nhóm người theo chủ nghĩa hòa bình này, họ là những người chưa đánh đã hàng. Đây là tâm lý chiến bài. Và chúng ta không như thế, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 7 tháng 6 phát biểu tại Paris trong cuộc họp báo cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Giới quan sát nhận định, thông điệp của ông Macron dường như nhắm vào phe cực hữu đối lập tại Pháp trước thềm bầu cử Nghị viện châu Âu vào ngày 9 tháng 6. Phe cực hữu Pháp và châu Âu thời gian qua thường kêu gọi ngừng viện trợ quân sự và tránh can thiệp vào Ukraine với hy vọng sớm kết thúc cuộc chiến và không để châu Âu bị kéo vào xung đột trực diện với Nga tuy nhiên tổng thống macron cho rằng hòa bình tại ukraine sẽ không thể được tái lập nếu phe bị tấn công chấp nhận đầu hàng ông nói chính phủ pháp ủng hộ hòa bình trong khuôn khổ luật pháp quốc tế nhưng cần công nhận quyền kháng cự chính đáng của một dân tộc khi họ bị tấn công đó mới là hòa bình thực chất chúng ta cần gây áp lực lên nga ông macron nói tổng thống pháp tuyên bố quá trình thành lập liên minh huấn luyện viên quân sự cho ukraine sẽ bước vào giai đoạn hoàn thiện trong vài ngày tới khẳng định pháp đang nỗ lực tập hợp ở quy mô lớn nhất để đáp ứng nhu cầu của ukraine chúng tôi muốn tạo liên minh trong vấn đề này đã có một số đối tác đồng thuận chúng tôi không đơn độc ông macron nói đồng thời khẳng định Paris không lo sợ sau khi Nga đe dọa nhắm mục tiêu quân nhân Pháp ở Ukraine. Pháp là một trong những nước châu Âu ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất kể từ khi chiến sự bùng phát vào tháng 2 2022 tổng thống pháp đã nhiều lần tuyên bố ý định cử lực lượng sang ukraine để hỗ trợ huấn luyện quân đội ngoài ra còn đề cập đến khả năng đưa quân tiếp viện đến nga xuyên thủng phòng tuyến ukraine và đe dọa kiev ngoài ra còn đề cập khả năng đưa quân tiếp viện nếu nga xuyên thủng phòng tuyến ukraine và đe dọa kiev ý tưởng đưa quân đến ukraine vốn là điều cấm kỳ đặc biệt khi nato tìm cách tránh bị kéo vào cuộc chiến rộng hơn với nga quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân mỹ đức anh, Ba Lan, Cộng hòa Z và nhiều nước châu Âu tuyên bố không có kế hoạch gửi quân tới Ukraine. Lãnh đạo các nước cho biết không muốn lực lượng của mình tham gia trực tiếp vào cuộc chiến, cũng như không muốn đụng độ trực tiếp với Nga. Vào cuối tháng 5, ông Macron cũng vận động Đức cho phép Ukraine dùng vũ khí viện trợ để tập kích căn cứ quân sự trên lãnh thổ Nga. Vài ngày sau, Mỹ và Đức lần lượt tuyên bố cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của họ để đáp trả các đoàn tấn công vào Kharkov. Ông Putin tuyên bố Nga sẽ chiến thắng nếu điều kiện đàm phán với Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin tin Nga sẽ giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Ukraine, song Moscow vẫn sẵn sàng đàm phán. Tất cả các cuộc đàm phán đều dựa trên thất bại quân sự hoặc chiến thắng quân sự. Tất nhiên, chúng tôi sẽ thắng, Tổng thống Putin nói trong phiên hỏi đáp tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg hôm ngày 7 tháng 6. Tổng thống Putin nhắc lại rằng Nga sẵn sàng đàm phán nhưng nước này cần có sự tin tưởng vào phía Ukraine và Moscow cần được đưa ra những điều kiện có lợi cho mình. Ông nói thêm rằng các cuộc đàm phán hòa bình không thể dựa trên những ảo tưởng. Tổng thống Putin một lần nữa nói rằng chính quyền hiện tại ở Ukraine đã mất tính hợp pháp và Nga không thể đàm phán với một chính quyền như vậy. Theo ông Putin, ông Volodymyr Zelensky không thể được coi là tổng thống Ukraine vì nhiệm kỳ của ông đã hết hạn hợp pháp vào tháng trước hiến pháp ukraine quy định rõ ràng về việc mở rộng quyền hạn của quốc hội trong trường hợp khẩn cấp nhưng không nói gì về nhiệm kỳ của tổng thống do đó tuyên bố nắm quyền của ông zelensky là bất hợp pháp Điều 3 của Hiến pháp Ukraine nói rằng Tổng thống chỉ được bầu trong 5 năm. Điều 83 của Hiến pháp Ukraine cho biết, theo thiết quân luật, quyền lực của Vekonan Rada, quốc hội, có thể được gia hạn, nhưng không có ai nói về việc mở rộng quyền lực của Tổng thống, ông Putin lưu ý. Ngoài ra, ông Putin còn cho biết Ukraine đã có luật về thiết quân luật, Do thiết quân luật, cuộc bầu cử tổng thống sẽ không được tổ chức, nhưng điều đó không có nghĩa là quyền lực của tổng thống được kéo dài, ông Putin nhấn mạnh. Theo quy định của Hiến pháp Ukraine, nhiệm kỳ của Tổng thống Volodymyr Zelensky chấm dứt từ ngày 21 tháng 5. Theo kế hoạch ban đầu, một cuộc bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra tại Ukraine vào ngày 31 tháng 3 để chọn ra người kế nhiệm ông Zelensky. Tuy nhiên, cuối năm ngoái, ông Zelensky cho biết Ukraine sẽ không tổ chức bất kỳ một cuộc bầu cử nào trong giai đoạn thiết quân lực như hiện nay. Ukraine bắt đầu thiết lập tình trạng thiết quân luật kể từ khi xung đột với Nga nổ ra hồi tháng 2 2022. Kể từ đó đến nay, quốc hội nước này đã nhiều lần gia hạn thiết quân luật. Chính quyền Tổng thống Putin nhiều lần khẳng định Moscow vẫn để ngỏ đàm phán với Ukraine, song Kiev không có thiện chí khi Tổng thống Volodymyr Zelensky ban hành xác lệnh cấm đàm phán với Nga. Do vậy, để nối lại hòa đàm, Kiev trước tiên phải hủy bỏ xác lệnh đó và chấp nhận thực tế mới về lãnh thổ. Thực tế mà Moscow đề cập đến là việc các vùng lãnh thổ gồm Zaporizhia, Kherson, Lugan, Donetsk và bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý. Trong khi đó, Ukraine tuyên bố tiếp tục coi công thức hòa bình 10 điểm do Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra là nền tảng cho mọi cuộc hòa đàm. Trong đó có việc Nga phải rút quân vô điều kiện khỏi lãnh thổ Ukraine, bồi thường thiệt hại. Moscow coi những yêu cầu này là không thực tế. Kiev đang ảo ạc phản công ở Kharkov dồn dập tin mới. Nga đang tấn công Zolotareka ở Savaki. Kênh Tobi tối ngày 8 tháng 6 đưa tin, phía tây Zolotareka theo hướng Savaki, quân đội Nga đang tiến hành một cuộc tấn công. Một phần tuyến phòng thủ lớn của Ukraine bị chuyển sang vùng xám. Lực lượng Moscow đang nỗ lực loại bỏ đối phương trong khu vực. Nga cảnh báo có mối đe dọa của tên lửa ở Belarus. Ria Novotis lúc 17 giờ 09 theo giờ Moscow, tức 21 giờ 09 theo giờ Việt Nam đưa tin, thống đốc khu vực Vachela Glakot cho biết mối đe dọa tên lửa đã được ban bố ở Begoros và khu vực peroros Thành phố Begoros và vùng Begoros có một mối nguy hiểm về tên lửa. Hãy đi xuống tầng hầm, hãy ở đó cho đến khi bạn nhận được tín hiệu báo yên, ông Glakot viết trong cảnh báo trên Telegram của mình. Nga đạt được những bước tiến đáng kể ở khu vực Kana. Kênh Riba tổng hợp diễn biến chiến sự tại Chasotya trên hướng 31. tình hình tính đến 16 giờ ngày 8 tháng 6 theo giờ địa phương, tức 20 giờ theo giờ Việt Nam. Sau nhiều tháng giao tranh ác liệt, lực lượng Moscow đã đạt được những bước tiến đáng kể ở khu vực Kana, giành quyền kiểm soát dãy nhà từ phố Gopatova đến phố Orbasosa ở phía nam khu vực nhà máy sửa chữa Chasotya. Trong đoạn phim xuất hiện trực tuyến, cờ Nga đã được dựng lên trên mái của một tòa nhà 5 tầng trên phố Zelania số 4. Bên cạnh đó, một thành trì lớn của Ukraine đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Moscow. Các video khác cho thấy hoạt động của quân đội Nga tấn công trong một tòa nhà công nghiệp ở phía đối diện phố Obrasova và một cuộc tấn công của máy bay không người lái FPV Nga vào một xe bọc thép Grosel Senator của Canada thuộc lực lượng Kiev. Chiếc xe bị hư hỏng đã bị kẹt trong một cái hố và bị bỏ lại. Ngoài ra, lính dù Nga đã củng cố vị trí tại hợp tác xã Gara ở phía nam khu phố và đang dọn sạch các tòa nhà dân cư gần đó. Trong cuộc tấn công, các thành viên của đơn vị Ukraine đã bị bắt. Một số người trong số họ đã gửi lời nhắn đến các đồng đội của họ từ tiểu đoàn 32 thuộc lữ đoàn cơ giới 41 và đơn vị đặc nhiệm Kraken. Theo dữ liệu mới nhất, Ukraine đang rút một số đơn vị về phía tây của khu phố, nơi bị ngăn cách với trung tâm của thành phố bởi lòng kênh Severki Donetsk Donbass đã khô cạn. Trong khi đó, lực lượng Moscow tiếp tục cuộc tấn công từ phía bắc tại làng Kalinoka, nơi chiếc xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley ODSSA nằm trong biên chế của lữ đoàn Mugura 47 và chưa từng được phát hiện ở bất kỳ nơi nào khác ngoài khu vực Adika trước đó đã bị phá hủy. Điều này có thể gián tiếp trị ra việc Kiev tái triển khai lữ đoàn này đến khu vực Chasadja để tăng cường phòng thủ. Chuyên gia Mỹ nói về kế hoạch đáng sợ của ông Zelensky Nhà kinh tế Mỹ Jeffrey Sachs cho biết trong một cuộc phỏng vấn mới trên kênh YouTube Judging Freedom đã nói rằng những ý định của Tổng thống Ukraine Zelensky thời điểm này đang đặt ra mối đe dọa cho toàn thế giới. Theo tôi, ông Zelensky đặt ra mối đe dọa cho thế giới bởi vì ông ấy muốn gì? Ông ấy muốn một cuộc chiến tranh toàn diện giữa NATO và Nga để cứu Ukraine khỏi bị thua. Vì vậy, ông ấy đang cố gắng để kéo NATO vào một cuộc chiến toàn diện. Điều này khiến tôi rất phẫn nộ, chuyên gia nói. Ông Sarch chỉ ra rằng. Ông Zelensky đang dẫn thế giới đến một thảm họa nguy hiểm với mong muốn tấn công bằng vũ khí phương Tây vào lãnh thổ Nga, còn chính phủ Mỹ thì không làm gì để tránh hậu quả thảm khốc. Vì lợi ích của tất cả con cháu chúng ta trên khắp thế giới, chúng ta phải tránh những ý tưởng như vậy, điều đó hoàn toàn vô trách nhiệm, nhà kinh tế Jeffrey Sachs nhấn mạnh. Gần đây, một số nước phương Tây đã cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công vào Nga bằng vũ khí của nước này dưới hình thức này hay hình thức khác. Tổng thống Nga Putin tại cuộc gặp với đại diện truyền thông ở Saint Petersburg nói rằng Moscow có thể đáp trả một cách cân xứng trước việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Trong khi đó, trong cuộc phỏng vấn với kênh Die cựu chỉ huy quân đội NATO tượng Đức Harad Kuzat cũng nói rằng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ là thảm họa lớn nhất của thế kỷ này. Kuzat cũng phàn nàn rằng chính phủ hiện tại ở Kiev muốn tiếp tục chiến đấu với Nga, phát lờ mong muốn của người dân cuối cùng là chấm dứt đổ máu. Người dân không thực sự muốn chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng những người nắm quyền muốn điều đó. Và đây chính xác là tình huống mà chúng ta gặp phải ngày nay. Người dân Ukraine muốn có hòa bình, tướng Đức nói. Nhiệm kỳ của Tổng thống Zelensky hết hạn vào ngày 20 tháng 5. Cuộc bầu cử Tổng thống ở Ukraine dự kiến diễn ra vào ngày 31 tháng 3 và lễ nhậm chức của người chiến thắng dự kiến vào tháng 5. Cuộc bỏ phiếu đã bị hủy bỏ với lý do thiết quân luật và tổng động viên. Ông Zelensky tuyên bố rằng các cuộc bầu cử bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. Ông Trump cảnh báo nguy cơ bùng nổ chiến tranh hạt nhân. Ông Donald Trump cảnh báo hành động của Tổng thống Mỹ Joe Biden làm tăng nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân. Bây giờ là thời điểm nguy hiểm nhất trong lịch sử đất nước chúng ta vì sức mạnh của vũ khí hạt nhân. Chúng ta có nguy cơ bước vào thế chiến bà vì lãnh đạo của chúng ta. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Fox News hôm 5 tháng 6 đề cập đến Tổng thống Joe Biden theo ông trump tổng thống nga vladimir putin chủ tịch trung quốc tập cận bình và nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un đang dẫn đầu cuộc chơi của họ và họ đang đối phó với một người không dẫn đầu trò chơi của họ trò chơi của ông ấy và thành thật mà nói ông ấy chưa bao giờ dẫn đầu hãy nhìn vào chính sách đối ngoại của ông ấy trong nhiều năm qua nó luôn sai lầm ông trump chỉ trích người kế nhiệm cựu tổng thống mỹ nói tôi không muốn thấy đất nước rơi vào chiến tranh hạt nhân ông trump cũng cho biết ông không đồng tình với ông biden ở quan điểm cho rằng biến đổi khí hậu có thể gây ra mối đe dọa hiện hữu đối với mỹ sự nóng lên toàn cầu duy nhất quan trọng đối với tôi là sự nóng lên toàn cầu do hạt nhân vì đó là vấn đề thực sự ông trump nhấn mạnh ông trump cảnh báo trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến hạt nhân sẽ không còn điều gì quan trọng vì thực tế sẽ không còn gì tồn tại ở đây nữa đó là sự xóa sổ có lẽ thế giới sẽ bị xóa sổ và chúng ta có một người đàn ông thậm chí không có khả năng thảo luận về vấn đề đó cựu tổng thống nói ông trump chỉ ra cuộc xung đột ukraine là một nguồn cơn nguy hiểm lớn tổng thống nga vladimir putin đang nói về vũ khí hạt nhân ông trump cho biết chính quyền tổng thống joe biden gần đây đã cho phép kiev tấn công các mục tiêu bên ngoài khu vực mà washington công nhận là lãnh thổ ukraine bằng vũ khí do mỹ tài trợ Phát biểu với truyền thông bên lề diễn đàn kinh tế quốc tế xanh Petersburg, SPF ngày 5 tháng 6, Tổng thống Putin cho biết học thuyết hạt nhân của Nga cho phép sử dụng những loại vũ khí hạt nhân nếu sự toàn vẹn lãnh thổ hoặc chủ quyền của đất nước bị đe dọa. Vì lý do nào đó, phương Tây tin rằng Nga sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân. Chúng tôi có học thuyết hạt nhân, hãy xem nó nói gì. Nếu hành động của ai đó đe dọa chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi, chúng tôi cho rằng chúng tôi có thể sử dụng mọi biện pháp theo ý mình không nên xem nhẹ điều này, chủ nhân điện Kremlin nói. Học thuyết hạt nhân được công bố năm 2020 của Nga đặt ra các điều kiện mà theo đó tổng thống Nga sẽ cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân, nói rộng ra là phản ứng trước một cuộc tấn công sử dụng vũ khí hạt nhân, hoặc vũ khí hủy diệt hàng loạt khác, hoặc việc sử dụng vũ khí thông thường chống lại Nga khi sự tồn tại của đất nước bị đe dọa. Chủ nhân Điện Kremlin cảnh báo các quyết định của phương Tây cho phép Ukraine sử dụng tên lửa do họ cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga là một bước lèo thang nghiêm trọng. Ông cho rằng những vũ khí như vậy sẽ phải được điều khiển bởi các hệ thống quân nhân phương Tây. Thủ tướng Hungary kêu gọi châu Âu lại bỏ vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Thủ tướng Viktor Orbán của Hungary, quốc gia thành viên NATO và EU, kêu gọi châu Âu lại bỏ vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Mandiner rằng thay vì tăng cường kho vũ khí hạt nhân của mình, các nước châu Âu nên loại bỏ vũ khí nguyên tử vì chúng làm tăng nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân. Ông Orbán đã bình luận về các đề xuất từ các chính trị gia EU nhằm tạo ra một kho dự trữ hạt nhân chung của châu Âu. Thủ tướng Hungary đã đề cập đến chính trị gia người Đức Klaus von Donani và cuốn sách của ông với tựa đề lợi ích quốc gia, trong đó nói rằng châu Âu không có kho dự trữ hạt nhân lớn của riêng mình, thay vào đó dường như dựa vào vũ khí hạt nhân của Mỹ đặt trên lãnh thổ châu Lục. Đây là lý do mà ông Orbán lo ngại rằng trong trường hợp xảy ra cuộc chiến hạt nhân giữa Mỹ và Nga, Washington có thể tiến hành các cuộc tấn công từ lãnh thổ châu Âu dẫn tới sự trả đũa từ Moscow và điều này có thể gây ra một kịch bản nghiêm trọng cho châu Lục ông nói thay vì phổ biến vũ khí hạt nhân châu âu nên cố gắng loại bỏ chúng đồng thời ông orbán nói thêm rằng hungary ủng hộ hợp tác quân sự rộng rãi hơn giữa các nước eu và ngành công nghiệp quốc phòng của họ theo quan điểm của ông châu âu cần một liên minh phòng thủ chung châu âu tương tự như nato nơi mọi thành viên sẽ đóng góp các đơn vị quân đội của mình tuy nhiên những đội quân này chỉ nên được sử dụng để bảo vệ châu âu các hoạt động quân sự bên ngoài châu âu dưới lá cờ châu âu nên bị loại trừ ông cho biết vào năm ngoái, một quan chức của Tổ chức Chiến dịch Quốc tế xóa bỏ vũ khí hạt nhân, ICAN cho biết, Mỹ dường như đã bí mật triển khai 150 đầu đạn hạt nhân ở năm quốc gia châu Âu. Bà Alicia sander Zakre, điều phối viên chính sách và nghiên cứu của ICAN cho hay, mặc dù không có xác nhận hay phủ nhận công khai về việc triển khai vũ khí hạt nhân Mỹ ở châu Âu, nhưng chúng tôi biết rằng vũ khí hạt nhân của Mỹ đang bố trí ở năm nước trên toàn châu Âu, gồm Đức, Bỉ, Hà Lan, Italy và Thổ Nhĩ Kỳ. Đầu năm nay, Telegraph dẫn tài liệu từ lâu năm góc đưa tin Mỹ dường như đang lên kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân ở Anh 15 năm sau khi dỡ bỏ. Nga sau đó tuyên bố sẽ đáp trả thích đáng nếu Mỹ thực hiện động thái như vậy. Ông Putin, phương Tây sai lầm khi nghĩ Nga sẽ không dùng vũ khí hạt nhân. Ông Putin nói phương Tây sai lầm khi nghĩ Nga không bao giờ dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, nhưng nhấn mạnh ý tưởng Moscow sẽ tấn công NATO là nhảm nhí. Vì lý do nào đó, phương Tây tin rằng Nga sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân. Chúng tôi có học thuyết hạt nhân. Nếu hành động của ai đó đe dọa chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Nga, chúng tôi có thể áp dụng mọi biện pháp theo ý mình. Không nên xem nhẹ vấn đề này. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hôm 5 tháng 6, khi được hỏi về nguy cơ leo thang hạt nhân ở Ukraine, Điều 19 trong học thuyết hạt nhân năm 2020 của Nga quy định tổng thống Nga có thể cân nhắc dùng vũ khí hạt nhân đáp trả khi xảy ra cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân, vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc vũ khí thông thường đe dọa sự tồn vong của nhà nước Nga. Học thuyết hạt nhân Nga cũng quy định tổng thống Nga với vai trò tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang có toàn quyền ra lệnh triển khai vũ khí hạt nhân. Ông Putin bác bỏ tuyên bố của phương Tây rằng Nga đang khua thanh gươm hạt nhân, chỉ ra Mỹ là quốc gia duy nhất từng triển khai vũ khí hạt nhân trong chiến tranh khi ném bơm nguyên tử xuống các thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản vào năm 1945. Ông chủ Điện Kremlin cảnh báo việc phương Tây cho phép Ukraine dùng các loại tên lửa tầm xa để tấn công lãnh thổ Nga là sự leo thang nghiêm trọng. Theo ông, việc vận hành những loại vũ khí như vậy cần quân nhân và các hệ thống phương Tây hỗ trợ. Ông Putin nói rằng, việc Ukraine phóng tên lửa ATACMS hoặc Storm Shadow nhằm vào Nga có thể dẫn đến phản ứng cứng rắn hơn từ Moscow. Chúng tôi sẽ nâng cấp hệ thống phòng không và hủy diệt chúng. Nếu ai đó cho rằng có thể đưa vũ khí như vậy đến vùng chiến sự để tấn công lãnh thổ Nga và gây rắc rối cho chúng tôi, thì tại sao chúng tôi không có quyền gửi vũ khí cùng loại đến những khu vực trên thế giới, nơi có thể tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở nhạy cảm của các quốc gia chống lại Nga, ông nói. Những bình luận này được Tổng thống Nga đưa ra trong cuộc trao đổi kéo dài hơn 3 giờ với đại diện các hãng thông tấn quốc tế tại diễn đàn kinh tế thường niên ở thành phố St. Petersburg. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của ông Putin với các truyền thông nước ngoài kể từ khi chiến sự Ukraine nổ ra. Điện Kremlin gần đây liên tục cảnh báo nguy cơ xảy ra cuộc chiến toàn cầu khi phương Tây đang tìm cách chặn đà tiến quân của Nga ở Ukraine các lãnh đạo phương Tây và Ukraine hạ thấp cảnh báo của Moscow về nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân với Nga, nhưng nhiều lần cho rằng nước này có thể tấn công các thành viên NATO nếu giành chiến thắng ở Ukraine. Cả Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden đều cho rằng xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO sẽ dẫn đến thế chiến thứ ba. Họ không nên biến Nga thành kẻ thù. Nếu làm vậy, họ chỉ đang gây tổn hại chính mình. Hoàn toàn điên rồ khi nghĩ Nga muốn tấn công NATO. Ai nghĩ ra ý tưởng này vậy? Thật vô nghĩa và nhảm nhí, ông chủ điện Kremlin cho hay. Ukraine gần đây liên tục kêu gọi đồng minh phương Tây cho phép sử dụng vũ khí tầm xa mà họ cung cấp để tấn công mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga, trong bối cảnh cục diện chiến sự đang thay đổi nhanh chóng theo chiều hướng bất lợi cho Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh việc tập kích mục tiêu trên đất Nga chỉ mang tính phòng thủ. Tổng thống Putin ngày 28 tháng 5 cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng nếu các nước phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí họ viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga. Nga dọa đáp trả đau đớn thiêu rụi cơ sở của phương Tây Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo Moscow có thể cung cấp vũ khí cho bất kỳ đối thủ nào của Mỹ giống như cách Washington làm với Ukraine. Điều này đánh dấu một sự thay đổi khá đáng kể trong chính sách đối ngoại của chúng tôi. Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm 6 tháng 6 nói, bình luận về bài phát biểu gần đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp với người đứng đầu các cơ quan thông tấn quốc tế bên lề diễn đàn kinh tế quốc tế St Petersburg (SPIEF) hôm 5 tháng 6, Tổng thống Putin nói rằng Moscow đang cân nhắc các biện pháp để đáp trả việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine để tấn công lãnh thổ Nga theo ông putin việc nga cung cấp vũ khí cho các khu vực có thể thực hiện các cuộc tấn công đau đớn vào các cơ sở của phương tây là một lựa chọn khả thi bây giờ hãy để mỹ và các đồng minh cảm nhận được tác động trực tiếp của việc bên thứ ba sử dụng vũ khí nga ông medvedev nói phó chủ tịch hội đồng an ninh nga tuyên bố nếu mỹ là đối thủ của họ thì họ là bạn của chúng tôi hãy để việc sử dụng vũ khí của nga ở những khu vực mà cho đến nay chưa được xác định gây ra sự tàn phá khốc liệt nhất có thể cho đối thủ của họ và đối thủ của chúng ta hãy để các cơ sở nhạy cảm của các quốc gia cung cấp vũ khí cho ukraine bị thiêu rụi trong lửa địa ngục cùng với những người vận hành chúng ông medvedev cảnh báo về phần chúng tôi chúng tôi sẽ vui mừng trước những cuộc tấn công thành công bằng vũ khí của chúng tôi chống lại đối thủ chung quan chức nga tuyên bố Trước đó, Tổng thống Putin cho biết Nga đang xem xét các biện pháp bất đối xứng chống lại các nước viện trợ vũ khí cho Ukraine tấn công lãnh thổ Nga. Ông Putin cho rằng Ukraine có thể là bên trực tiếp tấn công Nga, nhưng Mỹ và các đồng minh đứng sau cung cấp vũ khí, chia sẻ thông tin tình báo. Tổng thống Nga cũng nêu ra thực tế là một số huấn luyện viên và cố vấn quân sự từ các nước NATO đã được triển khai tới Ukraine và một số người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Nga. Gần đây, trong bối cảnh Nga giành ưu thế trên chiến trường, một số nước phương Tây, trong đó có Mỹ, anh, Đức, Pháp đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, các nước này vẫn đặt ra những giới hạn nhất định để tránh xung đột leo thang vượt kiểm soát. Ví dụ, Mỹ chỉ đồng ý để Kiev sử dụng vũ khí tấn công mục tiêu ở khu vực biên giới Nga gần tỉnh Kharkov, đông bắc Ukraine. Pháp, Đức chỉ cho phép Kiev tấn công mục tiêu quân sự mà Nga dùng để phóng tên lửa, pháo kích vào Ukraine. Moscow vẫn cho rằng động thái này của phương Tây là nguy hiểm và có thể kéo theo xung đột toàn cầu. Ông Medvedev cho rằng phương Tây sẽ mắc sai lầm chết người nếu nghĩ Nga không sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật để chống lại Ukraine. Ông cũng nói về khả năng tấn công các quốc gia thù địch bằng vũ khí hạt nhân chiến lược. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Cuộc sống hôm nay của chúng tôi. Nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị xin hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật thông tin trong những chương trình tiếp theo